Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 ha. Và trước khi bắt đầu video thì mình muốn thông báo một xíu là sau video này thì mình sẽ up vài ngày để ăn Tết ha. Sẵn đây thì chúc các bạn đón một cái Tết thật là vui vẻ và ấm cúng bên gia đình và người thân nha. Còn trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm việc với cái căn nhà ở bên kia của mình. Hôm mình có nói nó sẽ dùng vào một mục đích riêng á. Và mục đích của mình hôm nay là sẽ dẫn những bác dân làng trong làng về trong đó sống chung với mình ha. Đó, vô căn nhà đó đó. Và dẫn về thì chắc mình sẽ tận dụng luôn cái đường ray ở phía bên chỗ máy farm sắt kìa. Mình sẽ nối dài qua tới bên đây luôn á, rồi sau đó đưa dân làng vô trong thôi. Kế hoạch của mình là vậy. Ấp ủ kế hoạch bắt cóc dân làng á. Rồi, và trước khi làm thì mình cần phải chế tạo thật là nhiều đường ray trước. Làm cái này là hơi bị tốn đường ray luôn. Đây làm rất là nhiều đường ray ha. Rồi, trước mắt là làm như đây đi. Ví dụ thiếu thì mình sẽ chế tạo thêm sau. Và block là không phải thiếu nè. Như đây đủ không ta? Không đủ rồi, phải lấy đá thêm á. Lấy đá hoặc gỗ á. Chắc mình sẽ lấy đá đi. Lấy đá cho nó tiện ha. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành cái công việc là nối cái đường đó dài tít qua tới bên cái căn nhà mới nha. Nó hơi bị xa luôn. Thành tới ra cũng hơi đuối á. Nhưng mà thôi gán đi. Sau chuyến này là cái chỗ của mình sẽ đỡ cô đơn hơn. Có mấy bé dân làng sống chung á. Thấy gì chứ cũng vui lắm. A few moments later. Bây giờ tới hành khách đầu tiên của cái chuyến đường ray này á. Ôi no. Đừng. Go, thành công. Giờ mình sẽ đè bác này đi ha. Đi bác ơi. Đi, let's go. Hành khách đầu tiên. Khúc này thì chưa có nhiều đường ray đâu. Một xíu mới có nhiều đường ray tăng tốc ở đằng kia kìa. Đi là hơi bị nhanh luôn á. Đó, bò cua hơi chậm ha. Qua khúc cua này là bắt đầu đi nhanh được rồi. Đấy, tốc độ tăng lên liền. Ê, oh my god. No. Trời ơi, thiếu đường ray. Hèn gì dừng lại mất tiêu luôn. Rồi, cho bác này đi trước đi. Một bác đi rồi kìa. Rồi, cho bác đó về trước ha. Giờ tới mấy bác trong này. Bò cua một cái nè. Cho cái đường ray tăng tốc vô. Rồi, tiếp theo. Những khách hàng tiếp theo nè. Bác nào tình nguyện vô trước đi. Vô trước bác ơi. Đúng rồi. Một bác. Ui nhưng mà đừng có đụng con nào nha. Đụng con heo con gà gì là nó ve lại đó. Là mệt nữa. Rồi qua đây. Khách hàng tiếp theo. Đi bác ơi. Đi mạnh giỏi nha. Rồi tới bác nào nữa. Dẫn tới nơi luôn á. Bật khổ mấy bác này ghê. Rồi, lần này đi hai bác luôn. Đi quá. Rồi, tới bác này. Đi. Nguyên ngôi làng là về nhà mình ở hết luôn ha. Cho nó xôm. Rồi, đi. Còn mấy bác? Còn ba bác đúng không? Bác này một xe. Rồi tới bác này một xe nữa. Vô đi. Lên đi bác ơi. Không biết đủ xe không? Rồi luôn, thiếu xe rồi. Chẳng lẽ cho... Ồ mà không được, để bác này ở đây mình cũng buồn. Thôi cho bác đi luôn nha. Mình hy sinh luôn á, mình đi bộ về. Chặn cái xe lại. Rồi, đi bác. Xong phim. Ví dụ dẫn dân làng về nhà thành công rồi ha. Ui sao ve rồi. Ủng tắc giao thông, đừng. Ủng tắc giao thông. Ủng tắc giao thông, no. Đi, đừng có ve lại. Ủng tắc giao thông thấy chưa? Bởi vì nguy hiểm thiệt. Kìa, mấy bác này đi xếp hàng đi theo nhìn thích ghê á. Úi giời. Sướng nha, này được chơi. Đường gây xe lửa luôn nha. Sướng nhất là mấy bác dân làng rồi đó. Không có đâu mà sướng bằng mấy bác dân làng hết. Nay còn được ở nhà mới nữa, nhà bự nữa.
Tính ra nhà của mấy bác dân làng còn bự hơn cái nhà của mình á. Thương vậy đó, mấy bác phải tích cực cho tôi mấy món đồ xịn nha. Oh no 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 no. Bậy rồi, phanh lại phanh lại. Phanh lại. Hình như ở ở đầu kia nó đầy hay sao á. Cứ bị đẩy mấy bác dân làng này trở ngược lại thôi. Đi tiếp bác ơi. Tiếp. Rồi, mình lại đó mình kiểm tra coi. Hình như đụng con gà này nè, tại con gà này nè. Biết nguy hiểm không? Đừng gây xe lửa người ta mà chặn đường. Rồi mấy bác đó đứng xếp hàng ở trước cửa hết trơn rồi cơ. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Xong, giờ thì mình sẽ đưa mấy bác này vô đúng vị trí thôi. Ui, đông quá, đông quá. Mình sẽ đập bớt đường ray nha, đừng cho chạy lung tung nữa. Để bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái. Dọn dẹp đồ lại. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành mình lấy những cái gỗ sồi này ha. Đổi thành những cái gỗ sồi mà bốn mặt nó đều là cái vân gỗ á. Mình sẽ làm thêm một chút cái cầu thang nữa. Ui, rồi thôi xong rồi, ấn nhầm rồi, thôi xong luôn. Mèn đét ơi, ấn nhầm gì thì toan. Đổi ra cái đống ván luôn chứ. Rồi, giờ thì mình sẽ vô trong để bắt đầu bố trí vị trí cho mấy bác này ha. Đầu tiên là bác dân làng sửa chữa thì mình sẽ cho ở trung tâm luôn. Bác này là hơi bị VIP. Đây cột. Thì đúng vị trí đi. Đó. Đây là gian hàng của bác bán sách sửa chữa ha. Rồi, một bác. Trong góc này một bác nữa nè. Dẫn bác tiếp theo vô trong coi. Kế tiếp là ở đâu đây? Ngay đây, đối diện cái bác này luôn ha, là một một bác nữa. Mình xây trước luôn. Rồi, giờ thì đẩy bác này vô thôi. Gà vận chuyển gì cũng nhanh hết chứ. Mình tưởng làm này lâu lắm nhưng mà làm tầm nửa tiếng là xong à. Nói chung thì cũng khá là mau ha. Khó công đoạn mà kêu bắt mấy bác này vô thôi. Rồi giờ thì tới bên đây một bác nữa. 11 mà mình kiểu nhân giống được dân làng rồi á. Thì mình sẽ cho ở trên tầng lầu nữa ha. Hiện tại thì hơi ít dân làng á. Nên mình chỉ cho ở tầng chợ thôi. Sau này nhiều đi rồi tính tiếp. Rồi. Vô. Đây một bác nữa. Cái này sai nè. Xong. Rồi. Ở đâu nữa nha. Góc này còn trống nè. Hay là mình nhét vô góc này luôn quá. Được á. Góc này còn trống, nhét vô một bác nữa đi. Rồi. Còn mấy bác. Ui ngoài này còn hai bác lận. Chẳng lẽ một bác đứng ở ngoài làm bảo vệ ta. Không được, bảo vệ sáng thức dậy là thành zombie dân làng luôn chứ không phải là dân làng nữa đâu á. Vậy cũng không được, không được. Để mình sắp xếp vị trí cho bác đó coi. Tại khúc này hết chỗ rồi. Có ghê. Ê, hay là nhét bác đó vô trong góc này ta. Góc này nè, còn trống nè. Rồi luôn, cho bác bán ké luôn nha. Cho bác ở ké luôn á. Tạo công ăn việc làm cho bác rồi đó. Rồi. Búp. Đó, vậy là xong rồi. Ồ, vậy mốt mình cho vô đang bác nữa là hợp lý luôn nè. Quá là đã luôn á. Oh no. Mình lỡ đập nhầm rồi. Trả lại. Xong rồi đó. Giờ công đoạn đưa mấy bác dân làng vô trong cũng đã hoàn thành 100% rồi. Còn riêng cái bác. Ui. Hết hồn, tưởng đâu lộn mấy dân làng chứ. Hú hồn. Giờ thì mình coi con mình sẽ dạy mấy bác này như thế nào đây. Trời ơi bác. Ủa cái bác này đi đâu ra đây vậy? What the hell? Trời ơi bác làm ơn. Đi vô giùm cái. Đâu ra ông thần này trời. Đi lên đi. Đi trời. Ông thần này quậy quá. Nhốt lại mới được. Lên xuống. Đi. Mệt mỏi với ông thần này luôn á. Trời đất ơi. Bây giờ mình phải đập hết cái vàng này. Để cho bác này đừng có học nghề nữa. Không biết học từ cái kệ nào nữa nè.
Đó đó đó, rồi xong đó, thất nghiệp đây đó. Cái thím này chắc nghe bắt thím thì khổ sai quá. Để người ta đang lu bu mà còn làm rối đồ hình nữa. Rồi tiếp tục, mình sẽ rào lại. Vô vô, hốt bạc nào. Đầu tiên là bác đổi đổi than trước nè, một bát. Mà chỉ đổi một lần thôi, để giữ cái nghề này thôi à. Có mỗi bát thì mình sẽ đổi một chút ha. Bát này cũng vậy nè. Rồi, cái này thì đổi que chắc mình đổi nhiều nhiều đi, tại mình đem hơi nhiều que. Một stack đổi một viên ngọc lục bào. Ok, chấp nhận luôn. Bát này vẫn là đổi đất sét lấy ngọc lục bảo ha. Kệ, giữ trước đi. Rồi tới bát này. Rồi, mình đổi hết số lúa mình đem qua luôn. Nó đã quá đi. Rồi bác này đổi tiếp gì. Ui ô, đổi đá lửa lấy ngọc lục bảo. Hơi đắt ha. Ô cái này giờ đổi bí ngô nữa nè. Vậy là sắp tới mình có thể làm mấy farm bí ngô á, để mình cày ngọc lục bảo cũng tốt ha. Quá tuyệt vời luôn. Rồi tới bác làm vũ khí ha. Bác này thì làm công cụ. Mình có nên đổi tiếp không? Cái mình đổi đi để coi coi bác này bây giờ có đổi mình cái gì mới không nhá. Nè chuẩn bị lên cấp nè. Bác này chuẩn bị lên ganh nè. Cái gì? Bây giờ bác này bán chuông nữa hả? Bán chuông. Dân làng bán chuông. Rồi tới bác này làm giáp. Ok, mình sẽ đổi luôn. Mà hết à? Hết hàng à? Su cà na quá đi. Nói chung thì hôm nay khu vực trao đổi của mình đã có được kha khá dân làng rồi. Trong tương lai thì mình sẽ gán làm mấy farm dân làng để mình gia tăng cái số lượng dân làng trao đổi với mình ha. Còn giờ trước mắt mình đẩy bác này vô trong được chưa? Chắc phải dọn khúc này ra quá. Đó, giờ mới vô được nè. Thiệt tình á, mắc cái bác này mệt ghê á. Quậy không à. Giờ mình gắn cửa lại cho nó đàng hoàng lại cái. Rồi giờ thì đẩy bác này vô trong. Thôi để bác này trong xuồng luôn đi. Lì lợm cho ngồi trong xuồng. Gán mà chịu. Giờ mới nhớ mấy cái kiện rơm đợt mình mượn bên ngoài làng á. Tới giờ mình vẫn chưa làm hết bánh mì nữa. Làm thêm chút bánh mì mang theo làm thức ăn trên chuyến khám phá ha. Bữa nay thì chắc mình sẽ có một cái chuyến đi để mình đi tìm một cái hang động tươi tốt ha. Từ đầu tới giờ mặc dù là chơi phiên bản 1.18 nhưng mà mình chưa tìm được cái hang động tươi tốt nữa. Hôm nay rảnh đi tìm thử ha. Coi như thế nào. Và coi cái máy farm gà của mình. Nó không có lót tới nè, thấy không? Ủa mà sao toàn là... Ủa sao cái máy... Cái phần máy của cái... Cái chỗ này nó bị mất hoài vậy ta? Kỳ á. Mình không hiểu sao nha. Cái phần máy của cái chỗ farm gà mình nó bị hư hoài à. Có khi nào... Rồi mình biết rồi. Nhung nham nó đốt cháy. Mình bắn cái này ra nhung nham nè, nên nó cháy cái phần máy. Bảo sao à. Cứ lâu lâu lại là thấy cái mái nhà nó cháy hoài. Mệt mỏi thiệt. Ừ bên đây còn là dân làng nè. Vậy thì sắp tới nhiều khi mình gảnh á, mình qua đây mình dẫn hết dân làng về nhà mình nữa. Như vậy thì lại gia tăng dân số dân làng rồi. Hợp lý nha. Giết xung quanh mình không còn mấy dân làng nào sống trong làng luôn. Về nhà mình ở hết luôn. Ồ, đừng kêu cái Enderman kìa, mình sẽ nhìn đó. Để mình farm thêm ngọc Ender ha. Ủa sao con Enderman này bị gì á? Mình nhìn nó mình không quan tâm mình luôn nè. Rồi nó thấy mình rồi. Vô đây. Ồ dạ, vô đây. Quỳnh giáp la cà. Quỳnh giáp la cà luôn. Lượm một cái viên ngọc liền. Thấy ít gì đó nhưng mà gom từ từ mình sẽ có đủ để mình tìm cổng kết thúc á. Và tranh thủ lúc này thì mình sẽ kiếm thêm than. Tại vì bây giờ than mình ngoài để nung ra mình còn có thể đổi để kiếm ngọc lục bảo ha. Rất là tốt luôn. Đi tiếp ta. Bên này thì mình rất ít khi qua luôn nè. Kiểu như núi nó bị cao quá nên mình cũng lười qua, thấy không? Tiếp trên kia luôn. Ở ngoài làng này có vẻ khá là đông dân số nè. Wow. Trời ơi, cái lò kế bên mà bác không học đi. Lười biếng quá à.
Nè, học đi. Rồi đó, học giùm cái đi. Chăm chỉ vô. Lo mà học. Mốt quay lại rồi mình còn dẫn về nhà làm việc nữa. Ý đồ hết đấy. Ý đồ hết đấy. Rồi, và bây giờ thì chắc mình sẽ tiếp tục cái chặng đường đi tìm hang động tươi tốt ha. Ủa, có mèo. Ồ. Bên ngôi làng này có mèo. Ý, được nha. Ít hôm kiểu gì mình cũng phải bắt một em mèo về nhà mới được. Mình chưa có thú nuôi á. Chó sói không có luôn. Hôm bữa còn cừu nữa. Vậy là còn hai hai con bé mình cần phải bắt nha. Một là cừu cừu hồng nè, hai là mèo. Rồi. Gán gán mà nhớ ít hôm dẫn về coi. Bữa này hình như là một vùng đồng bằng tiếp thì phải. Chính xác rồi, nó lại là một cái vùng đồng bằng rồi. Ủa sao? Ui, nó có một cái chỗ nhung nham kìa, cháy rồi. Mà hên là xung quanh không có cây á, chứ không thôi là mệt nữa. Gì cũng đỡ. Và cái hang động tươi tốt á, đặc điểm nhân dạng của nó rất là dễ luôn. Khi mà mình thấy những cái chỗ nào mà nó có cái cây mà có cái lá lạ lạ một xíu thôi, là ở dưới chắc chắn có một cái hang động tươi tốt á. Cái cây đó nằm ở đâu thì không biết. Nên giờ mình mới đi tìm nè. Để coi coi. Có vẻ là khá là khó tìm luôn á. Liệu rằng bữa nay đi về hướng mới có gặp được hay không đây. Hồi hộp á. Ước gì gặp được thì hay á. Chỗ này thì ngựa không mà không thấy cây nào đặc biệt hết. Ây, hơi căng rồi, hơi căng rồi. Mà phải công nhận một điều là ở phiên bản 1.18 này nó cập nhật khá là hay á. Là những cái khu đồng bằng á, nó cực kỳ rộng luôn. Núi thì cũng rất là to á, và cao nữa. Như vậy thì những ai mà thích ở đồng bằng á, thì cũng có nhiều cơ hội để xây dựng hơn nè. Ở núi cũng vậy. Rất là cao để cho mình thỏa sức mà sáng tạo xây dựng nhà trên núi luôn. Hang động thì cũng đẹp đấy. Khoáng sản thì cũng nhiều nữa. Nhưng mà có điều hơi khó tìm hang thôi. Chỉ khó ở chỗ là tìm hang thôi à. Còn hang động tươi tốt thì chắc cực khó luôn đó chứ. Nè, khúc này vẫn không có bất kỳ một cái cây nào đặc biệt hết á. Ê, xa xa mình thấy nó có một cái cây mà có tổ ong luôn cả. Ồ. Được đó nha. Để mình qua đây mình coi thử coi. Cây mà nó có tổ ong luôn cả đó đó. Mình không có đem theo đồ nghề đó chứ. Thôi không sao, không sao. Mình làm được, mấy cái này mình lo được, các bạn yên tâm. Mình lại mình lấy gỗ trước đã. Mình có than rồi. Giờ mình có thể làm được cái lửa trại. Đây. Mở ra que. Lấy thêm hai khúc gỗ nữa. Lửa trại. Hốt liền. Ui, cẩn thận nha, cẩn thận nha. Đó. Lấy thành công. Vậy là có thêm tổ ong nhân tạo mang về nhà rồi. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Mình sẽ giữ lại xíu, có gì gặp tổ ong thì mình sẽ lấy tiếp ha. Đồ nghề của mình đó. Nhưng mà tìm mấy cái hang tươi tốt khó quá đi. Không biết bây giờ còn cái cách nào mà tìm cái hang tươi tốt đó nhanh hơn không á. Mình chỉ biết nó có một cái đặc điểm nhân dạng đó thôi à. Là nó có những cái cây tươi tốt ở phía trên mặt đất á. Ủa, chó sói nữa nè. Có chó sói luôn mà không có xương. Nè, cho miếng thịt nè. Không có nhiều đâu. Ai, quá trời gặp thú cưng có thể bắt ha, mà không có đem đồ nghề theo thu phục thôi. Không có xương. Thôi khúc này cũng không có cái cây tươi tốt nữa hết. Chắc đi tiếp thôi chứ biết sao vậy. Mấy bác dân làng sao mà đỡ được. À, có cái rương. Không có gì hết. Ồ, đi ngủ sớm vậy bác. Trời ơi, ngủ sớm dữ hả? Có bác nào mà có dấu đồ gì thì tự ý thức đi nghe. Cháu ít ít nói lắm. Cháu thích làm hơn hơn là nói thôi. Vô là kiếm cái bác hờ rèn này. Ồ, cái bác này là bác gì đây? Làm đồ da. Ồ, vậy là sẽ có một bác dân làng. Là đổi da lấy ngọc lục bảo hả?
Được á nha, về mình học hỏi, về mình cho bé dân làng mình học làm nghề đồ da mới được. Để mình có gì mình làm máy phăm bò á, cái mình lấy da mình đổi ngọc lục bảo. Vậy cũng hay nữa. Được á, hợp lý hợp lý. Thêm một ngày nữa cần phải cho mấy bác dân làng học gấp rồi. Ở phía bên này mình thấy nó có một cái tàn tích rất là to và đẹp nè. Ui, nhìn từ xa đúng đẹp luôn á. Thôi nó có khói vàng thì mình xin. Gì đây, bảo vệ, hiệu suất. Và nó có những cục hắc giùm tạch khóc này nữa nè. Lụm luôn, mấy cái này thì không có chế được, không chế tạo được. Nên lúc mà đi khám phá cái thứ gì nè, gặp thì mình nên lụm á. Biết đâu sau này mình lại cần trong việc trang trí thì sao. Ác không? Nó đặt cái lồng spawn mà có đường vô đúng rộng luôn nè. Ui, xuất hiện. Cái lồng spawn lộ thiên à. À, mình không có gỗ rồi. Không có làm mấy cái đuốc để phong ấn cái lồng spawn lại được. Hạt bí ngô thôi không cần đâu. Đuốc súng các thứ. Đĩa nhạc 13. Ừ, nói đĩa nhạc mới nhớ. Phiên bản mới này nó có những cái đĩa nhạc mà mới luôn đó nha. Mà cái đó thì hơi bị hiếm luôn. Mình nghe đồn nó hiếm lắm. Rồi, chiếc này căng rồi. Cái lồng này không có rồi hả? Mà nó có được hai cái yên thì cũng ok. Sẵn nó có cái hang luôn nè. Ngựa ngựa đi vô xíu coi, coi có gặp gì không. Trời ơi, cái hang nó bự ghê luôn á. Đi đường này ra đường kia. Sợ thiệt. Cáo nè. Ui, cáo ngu chưa kìa. Không có quả mông ngọt cho cáo ăn. Trời ơi, dễ thương vậy. Bớt dễ thương đi được không? Đúng dễ thương luôn á. Mình cho đồ hình như cũng có thể gặm hay sao. Đó đó kìa thấy không. Vừa ngủ mà vừa gặm được cái mắt nhện kìa. Đừng ăn nha trời, ăn là chúng độc. Dễ thành đạch luôn á. Bên đây còn con nữa nè. Mình sẽ cho gặm mắt nhện. Gặm đi gặm đi. Không gặm thì thôi. Đi tiếp á. Ờ nhiều khi vô đây hồi mình lại gặp quả mông ngọt á. Được, được, được. Tại vì chỗ của cáo thì ưa có mấy cái quả mồng ngọt lắm. Cáo thích ăn quả mồng ngọt mà. Coi, coi có không nha. Chứ là mình cũng muốn lấy một ít về á, mình nhân giống lên. Ủa nhưng mà xúc này không có ta. Mình đi nãy giờ cũng lâu mà không thấy quả mồng ngọt á. Ồ, kỳ thiệt. Thường thường dùng gỗ băng sam này nhiều mà. Quá là lạ luôn. Chẳng lẽ cáo ăn hết rồi. Gì mà căng vậy? Không có nổi một bụi luôn á. U là trời. Cáo ăn hơi dữ nha. U đây 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 đây. Nguyên một dãy màu ngọt luôn à. Lầm. Thu hoạch. Về tha hồ mà nhân giống lên luôn. Sợ không? Có được một cái vật phẩm mới mang về ha. Cũng hay. Cách xa cái chỗ quả mông ngọt thì có một cái tổ ong tiếp nè. Hôm nay đi chắc được giống như là đi thu hoạch tổ ong vậy á. Chứ nãy giờ mình không thấy cái cây tươi tốt nào luôn á. Thôi kệ đi, ý trời rồi. Không được cái này thì mình được cái kia ha. Kệ có còn đỡ hơn không. Và khi mình tới cái vùng cạnh vùng núi tuyết, lại gặp thêm một ngôi làng ở vùng tuyết nè. Đúng hơn trong việc gặp nhân làng luôn á. Đúng là mất cái này được cái kia. Ô có thỏ đen nữa. Wow. Hay. Gì cũng được đi. Rồi sẵn tiện ghé cái ngôi làng tuyết thì mình sẽ coi thử coi. Trong ngôi làng tuyết có gì khác cho so với những ngôi làng khác hay không á. À đúng rồi. Khác chỗ là nó có băng. Đúng. Ôi băng này cứng thế. Trời trời cái băng này đúng cứng luôn á. Băng xanh. Mấy cái băng thường thì nó không cứng bằng á. Băng xanh thì nó hơi cứng một xíu. Nhưng mà mình vẫn có thể lấy về được. Tại vì mình có cây xẻng mềm mại. Mình lấy tầm 10 cục đi. Lâu lâu mới tới dùng băng nên lấy về một chút. Rồi mấy bác này là đổi đồ bình thường thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Ở đây thì có nhà bác thủ thư nè. Kệ sách các thứ thôi. Nói chung
Có cái đặc biệt nhá, là cạnh ngôi làng nó có một cái vùng toàn là băng không nè. Ví dụ mà sau này mình có cúp mềm mại, mình có thể qua đây để farm băng được á, xây nhà băng các thứ chẳng hạn. Vậy cũng khá là đặc biệt đó. Nếu mà ở vùng băng thì mình có thể có cơ hội thôi gặp được cái lều tuyết á. Trong đó mình sẽ làm cái thành tựu là chữa bệnh cho dân làng zombie. Nhưng mà không biết có gặp được hay không nè. Trong đây quá trời băng à. Nhìn hoa cả mắt luôn. Oh my god. Nhìn cái này sao mình cảm giác sắp end series vậy trời. Mình mà xui xui mà gớt xuống dưới là đi luôn á. Ở dưới là toàn là mấy cái thạch nhũ không à. Nó nhọn lắm. Đâm là gãy chân á. Có chỗ nào trống trống không? Mình nhảy dưới cái coi. Đi, đi dưới. Đi dưới thám hiểm thử. Đây là nguyên cái hang động thạch nhũ cực bự luôn á. Ui, nó đẹp nha. Quá là đẹp luôn. Lấy về, lấy về. Farm thạch nhũ đã luôn. Tuyệt vời. Ô, ô, có xương, có xương. Có xương. Có xương nè. Vô đây. Vô đây. Bữa nay mình hơi bị nóng nha. Tìm không được. Cái hang tươi tốt là hơi bị nóng rồi đó. Rồi lấy thịt nhũ về. Cái này mà chịu đào chắc tới mai chưa hết á. Nhiều lắm. Rồi. Tiêu diệt. Tiêu diệt con xương này luôn. Để coi khám phá hang thạch nhũ nó có gì đặc biệt so với những cái hang thường hay không á. Mình thấy nó có cái đặc biệt hơn rồi đó. Là nó nhiều thạch nhũ hơn rồi đó. Công nhận nhiều thiệt. Quá trời thạch nhũ luôn. Mà hên là mình chưa có gớt xuống á. Không thôi là chắc cũng hơi bị đau á nha. Rồi ở dưới nó còn thêm nữa kìa. Quá trời bự. Thiệt sự luôn. Cái này mình lấy được không ta? Mình có cái đồ mềm mại nè. Quý giá con nhện. Con nhện này. Ủa? Ồ hình. Khoan 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 khoan. Hình như cái chỗ này là chỗ của hang pha lê thì phải. Thường thường hang pha lê nó sẽ có cái mấy cái block này ở bên ngoài nè. Phải không? Phải không vậy? Đúng ta hay là mình đoán nhầm ta? Ờ chắc mình nhầm rồi. A few moments later. Nó không phải mấy cái cục hồi nãy mình đào á. Không phải mấy cục đá cụi bản sâu mà nó mấy cục này nè. Cục này gọi là cục đá ba gian mịn. Thông thường thì nó sẽ... Đó đó đó. Hang Valley thì sẽ có những cái đá ba gian mịn cũng như là những cái cục canxit nó bao bọc ở bên ngoài á. Đã. Lấy pha lê, lấy pha lê. Lần trước mình lấy là mình lấy mấy cái thạch anh không à. Lần này mình sẽ lụm luôn mấy cái cục khối thạch anh á. Lụm nguyên cục luôn. Lụm hết. Quét sạch. Không chừa cái gì trong này luôn. Rồi xong. Gần quét sạch rồi. Bữa nay chơi lớn quá. Chơi hốt hết nguyên cái hang thạch anh luôn ha. Đó, thạch anh tím mà. Cái này chắc lần này mình lấy về là mình làm vật liệu xây dựng thiệt á. Lần trước mình còn hơi lười đào tại vì cúp dởm quá. Đào lâu á. Còn lần này cúp hơi xịn xịn thôi. Nên khoái lắm. Gặp là đào lia lịa về liền. Rồi. Rồi thì tiếp tục khám phá cái hang kiểu như là hạch nhũ này thôi. Nó rất là rộng á. Mình đi nãy giờ chưa hết nữa nè. Ui mà chỗ này sao nhiều sắt á. Hình như trong hang thạch nhũ nó tăng tỷ lệ gặp sắt lên hay sao á. Cả đống sắt luôn nè. Và sắt bây giờ thì các bạn có chỉ mình là áp dụng được gia tài rồi ha. Nên đào một được cả đống luôn. Quá trời đã. Ui cái này đào đã thiệt á. Cái này mà mình không có máy phân sắt chắc mình ngồi đây mình đào cả ngày cũng được á. Hơi bị xịn luôn. Nè đào một xí mà được 41 sắt thô à. Quá là nhiều á. Rồi tranh thủ đi tiếp coi. Nó còn rộng tới đây luôn cơ. Hiện tại là tầm bao nhiêu rồi? Âm 22 rồi mà vẫn còn thạch nhũ nè. Hơi bị xịn. Coi ngoài thạch nhũ nó còn. Nè thấy chưa, quá trời sắt luôn á. Như vậy thì muốn farm sắt dễ thì mình nên vào những hang thạch nhũ á. Farm quá trời sắt luôn. Rồi cho nó nổ mấy con này bớt đi. Ô khoai tây. Wow. Ồ mà hình như khoai tây mình có nhà rồi. Quên.
Nhưng mà tiếc một điều là nó không có cái kim cương ha. Hơi đáng tiếc một... mới nói mới nói luôn. Được hai quặng. Hai quặng cho mình bao nhiêu? Bùm, 4 viên. Cũng hay. Hai quặng mà được 4 viên là cũng tốt rồi đó. Tiếp tục khám phá ta. Ủa nó còn dẫn sâu dưới hả? Ủa dẫn sâu tít dưới này luôn nè. Ui, dẫn còn đường xuống nữa nè. Mèn đét ơi. Ui đừng cùng ơi. Ê bình tĩnh. Ui, hên là có một con thôi á. Không là mình bị dồn vô đường cùng rồi. Cái chuyến đi này tuy nó không có được hoàn hảo như mà mình mong muốn ha, nhưng mà nói chung thì khi trở về mình mang cũng được rất là nhiều đồ nè. Hầu hết những cái mà mình đào được thôi, chứ không có loot được bao nhiêu đồ hết. Và cái hang động tươi tốt mình vẫn chưa có tìm được luôn. Mong rằng video kế tiếp thì mình sẽ may mắn hơn trong việc tìm nó ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chúc các bạn Tết vui vẻ nha. Bye bye.